Hello, xin chào bạn nhé. Xin chào các bạn đang coi kênh YouTube Sao Channel. Đấy, các bạn đang xem đây là hệ thống bình lithium thế hệ mới nha. Các loại bình luôn. Thì hôm nay đợt này nó mới ra hai dòng bình mới các bạn ạ. Để các bạn xem nhé. Bình thường các bạn xem là sẽ là dòng bình lithium thế hệ đời trước. Tức là các bạn không phải đời trước mà đời model loại to là loại 100A như thế này. Thì bây giờ nó ra cái model loại nhỏ hơn, là loại 25A và 18A để phục vụ các bạn nhu cầu lắp liếc các cái dòng nhỏ, chẳng như đi đánh cá hoặc là kích điện quy mô nhỏ mang đi picnic dã ngoại nên họ mới sinh ra cái dòng này. Đấy, model bình ắc quy loại nhỏ chính là dòng này. Đấy, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái dòng bình lithium thế hệ mới này, nhỏ gọn nhẹ, siêu nhỏ gọn nhẹ luôn. Cái con bình nhá, bình lithium loại nhỏ này này thì là 18A, loại này to một chút thì là 25. Còn bình mẹ khủng long này thì là 100. Đấy, 100 thì mình đang lắp một dàn đây. 4 8 bình cho nó chạy. Đấy, các bạn nhìn nhá. Đấy là một dàn đang lắp cho nó chạy. Cái hệ thống này thì mình đang lắp là cho nó chạy là để test, còn ở đây là hôm nay mình nói chính về con này thôi. Đấy, các cái sơ đồ chính các bạn cùng hình dung ra thiết bị nhá. Đẹp mê hồn chưa? Dòng bình lithium thế hệ mới nhỏ này thì vẫn như bình to thôi các bạn nhìn nhá, bình to này, nhìn này. Bình to thì trang bị một mạch chính là mạch này, cộng một mạch cân bằng mạch này. Thì cái bình lithium loại nhỏ này cũng trang bị như vậy, không kém cái gì cả. Tức là cũng có một mạch chính như thế này và một mạch nhỏ như thế này. Tức là nó sẽ trang bị một mạch bảo vệ nạp xạ. Tiếp theo nữa là một mạch cân bằng cell pin. Nhưng mà vấn đề là quy mô nhỏ, thành ra là quy mô nó nhỏ thật nhưng mà tất cả các mạch của nó đều được lắp như mạch to của thằng 100 này. Nó chỉ có mỗi là pin nó ít đi thôi, nên giá thành nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều, mà độ bảo vệ cũng như là độ nạp xả y như bình to luôn. Bạn nhìn nó trâu bò chưa? Thường thường anh em là hay thích mua bình 25 này. Bình này nó khoảng 3 cân bạn nhá, siêu nhẹ. Có 3 cân thôi. 3 cân thì các bạn hình dung ra nó rất là nhỏ. Nhưng ông nào mà thích bê đi bê lại hay là dùng vào mục đích nào đó thì đều được. Tức là bởi vì nó nhỏ mà. Các bạn thích thì bê đi bê lại này, còn không thích bê đi thì để một chỗ. Hoặc là mang vác trên vai lắp một cái kích cá đằng sau nữa thì bộ này tuyệt vời luôn. 25A. 25A là 25A chứ không phải 25A mà dung lượng nó chỉ được có 15A hoặc là nó bị chai pin. Bởi vì dòng này nó có mạch bảo vệ, nạp đầy là nó ngắt, hết điện là nó dừng, không cho xả nữa và cân bằng cell. Con này cũng thế nhá, nhưng mà hơi nhỏ. 18 nhiều ông không thích lắm bởi vì nó hơi nhỏ chút. Đấy, giới thiệu qua một chút, hôm nay mới về dòng lithium thì chia sẻ một chút cho bạn để các bạn biết, hình dung ra là hàng đã về cập bến. Đấy, như anh em nào thích thì lắp bình nhỏ, không thì có điều kiện nên bình to, bởi vì lắp bình to này 100 nhé. Trong phân khúc giá hiện nay thì là bình 100 là giá mềm êm nhất. Còn cái bình bình 10 25 này thì chỉ phân khúc nhỏ thôi, còn bình thì ông nào lưu trữ sẽ lắp bình 100. Đây, bình 100. Đấy, đang sử dụng luôn nhé. Đang chạy luôn. Rồi các bạn theo cái clip mình nhá. Chúc các bạn tìm được một hệ thống bình lưu trữ ưng ý. Mới về nó quay luôn cho bạn xem, nhỏ gọn nhẹ. Ôi, dòng này dùng thì mê hồn luôn à.